trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sau 53 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, người xưa có nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên, nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ, ắt thắng được số phận nghiệt ngã, có người xác nhận nghiệp dữ của báo tới mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái để lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 53 tuổi, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được ba cơ mệnh này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người đều chẳng hiểu vì sao. Vậy tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, ba cơ hội đó là gì? Vận trình Tân Hợi sau 53 tuổi sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Hòa đồng, thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở những người tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng về họ, về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm, ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở người tuổi Tân Hợi. Nội tâm của họ rất đỗi trong sáng, không bao giờ chất chứa những mưu mô toan tính, nói chuyện sâu xa bóng gió không phải là phong cách giao tiếp của họ. Họ luôn vô tư thể hiện tâm tư suy nghĩ thật của bản thân với mọi người xung quanh, họ cũng ít khi nịnh bợ, luôn cúi trước bất cứ ai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng, người tuổi Tân Hợi khá yếu đuối, trên thực tế, họ là những người có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ đến khó tin. Ẩn sâu trong vẻ hiền lành là sức mạnh tinh thần ngoan cường giúp họ đương đầu với mọi sóng gió. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không ngại khó, ngại khổ để phấn đấu ngày đêm. Đối với họ, mỗi nỗ lực của bản thân đều đáng trân quý, chỉ khi đạt được thành công bằng chính sức của mình, họ mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện, dù có thất bại thì họ vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì ít nhất họ cũng đã cố gắng hết mình. Tấm lòng hiền lương đôn hậu của người tuổi Tân Hợi luôn khiến mọi người phải kính trọng và quý mến họ. Họ sẵn lòng lắng nghe, san sẻ nỗi buồn với người khác. Đối với những người thân thiết, họ là người mang năng lượng động viên tích cực, luôn khuyến khích ý chí tiến thủ. Họ không bao giờ bâng khuâng trước những người gặp khó khăn trong xã hội. Để đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng, họ nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Tuổi Tân Hợi cũng được đánh giá là người hào sảng, phóng khoáng. Họ không bao giờ tỏ ra so đo tính toán với mọi người xung quanh. Việc họ sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra để giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn không phải là điều hiếm lạ. Ngay cả đối với những người xa lạ, họ cũng không ngần ngại giúp đỡ bằng mọi cách. Bù lại, những lúc họ rơi vào tình thế gian nan thì sẽ được rất nhiều người đến trợ giúp. Vốn là biểu tượng của sự hưởng lạc, tuổi Tân Hợi luôn hướng đến cuộc sống nhàn nhã, thanh thản. Họ có phong cách sống và làm việc chậm rãi, khoan thai nên thường bị hiểu nhầm là người lười biếng. Thực tế, họ chỉ đang tìm cách cân bằng cuộc sống để tâm hồn không trở nên quá căng thẳng. Nhiều lúc họ có thể tự nuông chiều bản thân quá mức mà sa đà vào những thói ăn chơi lêu lỏng. Một lối sống trụy lạc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, tinh thần và thể chất của họ. Lời khuyên dành cho những người này là hãy tìm đến những hoạt động giải trí lành mạnh hơn. Nhược điểm cần khắc phục nhất của người tuổi Tân Hợi chính là sự cả tin. Họ dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ sẽ bị kẻ xấu lừa gạt hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Nam mạng. Nam mạng tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy, nam mạng tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình cao từ 85 đến 95 tuổi. Trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý,
mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Nữ mạng, nữ tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống Tân Hợi lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính, thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết, cuộc đời nữ Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, hưởng nhiều phú quý. Tuổi thọ của nữ tuổi Tân Hợi dao động trong khoảng từ 72 tuổi cho đến 88 tuổi, ăn ở có tâm, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Về phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Tân Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái, họ thân thiện cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ nhạy bén với thời cuộc. Con giáp này rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến và khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng rối trí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận. Thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết khắc phục hậu quả tốt nhất. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người. Nam mạng Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, Tân Hợi, điều đó sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, theo tử vi chọn đời để làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn, tuổi Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Để xuất hành, nếu muốn thành công, những người này cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Nữ mạng, tuổi Hợp làm ăn. Nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển, gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc. Nữ tuổi Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi sau thì sẽ gặp vận may về tài lộc, Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Tuổi Đại Kỵ. Cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn và Đinh Mùi vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối, không may mắn đến với bạn. Về mặt tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền tiết kiệm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh, muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận Cát Tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Người tuổi Tân Hợi có vấn đề tài lộc hanh thông, là con giáp tiền tài vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ, cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc, an nhàn cho tới cuối đời. Tài lộc của người tuổi Tân Hợi không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn bình tĩnh không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Người tuổi Tân Hợi hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm qua việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm, làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh cách tuổi Tân Hợi đã có số vượng tài, đặc biệt sau 53 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng, bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của.
Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm, nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tân Hợi nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, tuổi Tân Hợi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, người tuổi Tân Hợi là những người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người rất đáng yêu. Họ thẳng tính, trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù những người tuổi Tân Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản, sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Tân Hợi thường mơ ước được cuộc sống dễ dãi, xa hoa, như những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ luôn cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn cương nghị, lòng dạ hiền lương đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản được họ. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Tân Hợi an phận không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mác, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng, giống như những người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè, họ trân trọng tình bạn trung thành với bạn dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó là sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng. Người tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc người ta giống như tuổi Thìn và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như khỉ hay hổ. Càng không nói năng ngọt ngào như rắn, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật của bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Người tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui. Có thể thấy người ta đảm đương những việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nối nguy nan, họ sẽ đưa thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật, trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của người tuổi Tân Hợi sẽ giúp anh ta giành được sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi, họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy. Đã có người tự nguyện đến trợ giúp, còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay làm quan đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này, đến kỳ tích khác. Người tuổi Tân Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ mỗi lần nảy sinh tranh chấp, họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc vì họ cố gắng sống hòa nhã. Lại không có tính nịnh bợ, lấy lòng giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự hay than thở những đắng cay, khổ cực và với một tấm lòng hiền từ bao dung. Họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn, dù bạn gây ra lỗi lầm,
họ cũng không tỏ ý trách cứ mà sẽ dốc sức giúp bạn, thậm chí còn nhờ vả người khác đôn đáo khắp nơi, giúp bạn giải quyết khó khăn. Ở bên họ bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng với người tuổi Tân Hợi, mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Khi có một người bạn tuổi Tân Hợi đến nhà bạn làm khách, có thể anh ta sẽ uống một cách rất tự nhiên. Mặc quần áo của bạn chưa được phép, song đã sử dụng cái máy ảnh bạn vừa mua, xe ô tô của bạn anh ta không hiểu lắm và cũng không chấp nhận cái nguyên tắc gọi là cuộc sống riêng tư. Tuổi Tân Hợi là người theo chủ nghĩa vật chất, song họ không keo kiệt mà thích chia sẻ với người khác những gì mình có. Họ luôn bảo vệ được lợi ích của mình mà không làm mất lòng ai cả. Họ hiểu rằng phải bảo vệ quyền lợi của mình bằng thái độ nhẫn nhịn. Khi có người đè đầu cưỡi cổ họ, họ tự biết cầm cây roi lên. Khi người khác còn đang dương dương tự đắc thì đã vào thế cưỡi lên lưng hổ, khó mà thoát thân. Đây là một sách lược đáng khen. Người tuổi Tân Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài, dù không lấy đó là mục đích chính. Họ ưa thích các buổi tụ tập, tổ chức những buổi kỷ niệm chúc mừng ngày lễ, ngày Tết hay chủ trì các buổi dạ hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức câu lạc bộ, hội nhóm. Phụ nữ tuổi Tân Hợi là người dịu dàng, mềm mỏng, họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp, gần như hết thảy phụ nữ tuổi Tân Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Ngoài ra, họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích, mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những hành động chắc chắn của họ. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ có thể tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp. Như thế không có nghĩa là họ không biết kêu oan thán, nhưng khi oan thán cũng vẫn rất đỗi ôn hòa. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Tân Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Tân Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà chân thành giúp tuổi Tân Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu tuổi Tân Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ đến đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Tân Hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác. Nhưng nếu vượt qua giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Tân Hợi sẽ không thù hận, để bụng bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Tân Hợi dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Người tuổi Tân Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình. Ví dụ, ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Tân Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt. Điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam mạng tuổi Tân Hợi về chuyện tình duyên. Nam mạng tuổi Tân Hợi sinh tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Tình yêu vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Nam mạng tuổi Tân Hợi sinh tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng. Điều quan trọng là Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Nam mạng tuổi Tân Hợi sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, có đường tình duyên gặp nhiều may mắn. Sớm tìm được ý chung nhân trong cuộc đời mình, sớm xây dựng gia đình và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Nữ mạng tuổi Tân Hợi về chuyện tình duyên. Tùy thuộc vào tháng sinh mà duyên của nữ Tân Hợi sẽ có những chuyển biến như sau. Thứ nhất, sinh vào tháng 1 âm lịch, bạn gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân phiền ưu nhiều và lo lắng. Tuy nhiên, nếu biết dành thời gian hơn cho gia đình thì cuộc sống sẽ khác. Thứ hai, sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6
tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Đây là những người trong tình duyên trải qua nhiều vất vả, khó khăn mới có hạnh phúc như ý muốn. Thứ ba, sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp, tìm được đối tượng xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình trọn vẹn nhiều niềm vui. Về mặt sức khỏe, người tuổi Tân Hợi thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường thể lực. Người tuổi Tân Hợi lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi Tân Hợi qua các năm. 1. Tuổi Tân Hợi gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi, con giáp này vướng vận họa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh Thái Dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa có xuất hiện, song đa phần là đào hoa xấu. 2. Tuổi Tân Hợi gặp năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con giáp này, con đường làm ăn của bạn có nhiều yếu tố thuận lợi, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn, năm này bạn chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. 3. Tuổi Tân Hợi gặp năm Dần. Bước sang năm Dần, bạn gặp nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không thuận lợi được như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội, khẳng định bản thân. 4. Tuổi Tân Hợi gặp năm Mão. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi thấy, năm Mão bản mệnh có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết, giữa năm con giáp này còn có cơ hội tăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm kẻ tiểu nhân thoái ác, tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, bạn cần thận trọng kẻo công lao đổ sông, đổ bể. 5. Tuổi Tân Hợi gặp năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh ắt rực rỡ sáng lạn, nhiều người được nắm quyền hành trong tay, người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, năm Thìn vẫn có họa phá tài nhỏ, bạn chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. 6. Tuổi Tân Hợi gặp năm Tỵ. Năm này người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp gặp được nhiều may mắn, thách thức trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, bạn có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi cả hai đều ổn định. 7. Tuổi Tân Hợi gặp năm Ngọ. Dù người tuổi Tân Hợi gặp phải bất trắc trong năm, nhưng thường được các tinh tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ, năm này tài vận hanh thông. Nhiều kế hoạch trước đó của bản mệnh đem tới kết quả tích cực, hãy hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. 8. Tuổi Tân Hợi gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi, bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nếu tập trung vào sự nghiệp nói ít làm nhiều. Tuy nhiên, năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. 9. Tuổi Tân Hợi gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Hợi thấy rằng năm Thân họa khẩu thiệt thị phi phát sinh nhiều, bạn cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc, cản trở, may mắn đến cuối năm hung vận giảm bớt, bạn vẫn thu về lợi nhuận nhất định. 10. Tuổi Tân Hợi gặp năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của người tuổi Tân Hợi trong năm này, bạn cần thận trọng khi hành sự, nếu không dễ phá tài công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn, bạn chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. 11. Tuổi Tân Hợi gặp năm Tuất. Bản mệnh khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Năm Tuất bạn không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân, đồng thời có thể trong quá trình đó bạn sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. 12. Tuổi Tân Hợi gặp năm Hợi. Trong năm bản mệnh con giáp này cần chú ý đến sự kết giao bạn bè, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn. Bạn cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác, tài vận cũng bất lợi, bạn cần hạn chế đầu tư tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở.
vận mệnh tuổi Tân Hợi với tháng sinh âm lịch. Sinh vào tháng 1, bản mệnh có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm, họ chăm làm điều thiện, tích phúc, tích đức cho con cháu, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Sinh vào tháng 2, người sinh vào tháng 2 âm lịch được số mệnh ưu ái, sống cảnh giàu sang, cả đời được hưởng phúc, sức khỏe của những người này không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Sinh vào tháng 3, bản mệnh độc lập tự cường, gây dựng sự nghiệp bằng chính sức của mình, người này cũng không ưa luồn cúi nịnh nọt, do vậy tuy hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng được cuộc sống như ý muốn. Sinh vào tháng 4, người sinh tháng 4 biết trước biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi chuyện, lại thêm quý nhân phù trợ, nên mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Sinh vào tháng 5, đây là người có tài năng văn chương nghệ thuật, được người người tán thưởng ngưỡng mộ, họ ít có duyên buôn bán nên gặp một số gian nan trắc trở nhất định. Sinh vào tháng 6, tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa nhưng lại đa sầu, đa cảm nên dễ bỏ mất cơ hội, bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Sinh vào tháng 7, người sinh vào tháng này thông minh tài giỏi, cuộc sống thuận lợi may mắn nhưng đôi khi họ khiến người khác phật ý vì tính bảo thủ nóng nảy và làm theo ý mình. Sinh vào tháng 8, thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn. Tuy nhiên, những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, tiến thẳng tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn thành công hơn nhiều người khác. Sinh vào tháng 9, tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 9 âm lịch, ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm sóng gió, số phận bản mệnh được ưu ái nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Sinh vào tháng 10, bản mệnh tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, cư xử lễ độ nên giành được thiện cảm, dù vậy đôi khi họ hơi hiếu thắng, gặp chuyện phải tranh cãi đến cùng. Sinh vào tháng 11, đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi sinh tháng này rất ít gặp phải gian nan trắc trở, mưu sự dễ thành. Sinh vào tháng 12, tuổi Tân Hợi sinh cuối năm có được thuận lợi như những tháng khác, nhưng nếu bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống, thì không có gì có thể ngăn cản thành công của họ. Diễn biến từng năm của tuổi Tân Hợi. Từ năm 51 tuổi đến năm 56 tuổi, những khó khăn gian khổ của tuổi trẻ đã qua đi, cuộc sống sự nghiệp đã ổn định vững chắc, gia đình ấm êm hòa thuận, con cái thành đạt, vợ chồng thủy chung son sắt. Từ năm 57 tuổi đến năm 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, sung sướng đầy đủ, nhưng không nên chủ quan về tình hình sức khỏe, nếu có bệnh tật cần phải chữa trị tận gốc, đề phòng những biến chứng về sau này, gia đình đông vui, con đàn cháu đống sum vầy, quây quần bên nhau. Phần tiếp theo là năm bí quyết làm giàu cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, đổi vận phát tài sau 53 tuổi. Năm lối nghĩ của người giàu giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn, thật vậy tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Mỗi khi bạn có tư duy giàu có của người giàu thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này có năm tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi họ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên, dám gạt bỏ thể diện để có tiền. Trong mắt của hầu hết mọi người, thể diện tương đương với lòng tự trọng. Mỗi khi bạn mất thể diện, bạn sẽ dễ dàng để mất đi phẩm giá của mình, không chỉ xấu hổ mà còn dễ bị người khác trêu chọc khinh thường. Tuy nhiên, trong thời đại thực dụng này, miễn là cơ hội kiếm tiền, bạn cần phải nắm chắc nó, mặc dù rất khó chịu khi mất mặt. Nhưng những ngày đếm tiền là vô cùng đẹp, chẳng hạn bạn làm cha la sale, bạn rất ngại khi ngày nào cũng gọi làm phiền khách hàng. Nhưng đây là cơ hội để giúp họ biết thêm thông tin về sản phẩm của công ty và cũng giúp bạn có đủ doanh số trong tháng, biết đâu họ sẽ mua thì sao. Do đó, những người giàu không cố tình bảo vệ thể diện một cách quá mức của họ mà từ bỏ việc kiếm tiền, chừng nào họ gặp được cơ hội kiếm tiền, họ sẽ kiên trì giành lấy, dù cho là thuyết phục người khác rất nhiều lần, đổi lại họ có nhiều của cải hơn cho bản thân. Thứ hai, rèn luyện tư duy phản biện dễ kiếm tiền hơn. Nhiều người mặc dù họ có ý tưởng kinh doanh nhưng vẫn khó tỏ ra sự khác biệt trong sự nghiệp của họ. Lý do chủ yếu là vì bộ não bị ràng buộc bởi suy nghĩ quán tính, quen nhìn mọi thứ bằng con mắt của công chúng, sử dụng phương pháp của công chúng để giải quyết vấn đề và cuối cùng con đường đạt được sự giàu có luôn chậm hơn những người khác. Do đó, những người làm giàu thoát khỏi suy nghĩ quán tính và sử dụng suy nghĩ ngược lại để làm mọi việc, do đó khiến bản thân có nhiều khả năng thành công hơn. Rốt cuộc tư duy phản biện có thể rèn luyện ý thức não bộ và nhìn nhận vấn đề theo chiều ngược lại, thường có thể đưa ra những cách làm sáng tạo hơn, giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Thứ ba, quan hệ rộng hay hẹp quyết định bạn kiếm được nhiều tiền hay ít.
Như người ta vẫn nói, nghèo dù cho có ở trước mặt cũng chẳng ai thấy, còn giàu thì dù ở nơi rừng sâu, nước độc cũng có người đến làm thân. Nhìn vào những câu chuyện thành công của vô số doanh nhân, người nào cũng có nhiều mối quan hệ, cho dù đó là kinh doanh nhỏ hay doanh nghiệp, thường không thể tự mình thành công. Cũng giống như một con sói không thể bắt được con mồi, nếu chỉ có một mình, sói không chỉ dễ dàng để con mồi trốn thoát, mà còn dễ làm tổn thương chính nó. Nhưng nếu một nhóm sói đi bắt mồi, con mồi chỉ có thể bị bao vây và không thể thoát thân được. Như đã nói, đi theo đúng người, đi đúng đường, làm đúng việc và phấn đấu đến cùng thì sớm muộn cũng thành công. Trong mắt người giàu, quan hệ càng rộng thường càng dễ kiếm nhiều tiền. Có nhiều người bạn thì có nhiều sự giúp đỡ. Một khi sự nghiệp của họ gặp khó khăn, họ cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè kịp thời. Thứ 4. Tiết kiệm tiền không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền. Vì tiền nằm im một chỗ là tiền chết, nên tiền cần phải lưu động. Nhiều người có một nhận thức sai lầm như thế này: nếu tiền được tiết kiệm, chắc chắn sẽ có thể dấn thân vào con đường trở nên giàu có. Tuy nhiên, thật khó để làm giàu bằng phương pháp như vậy. Rốt cuộc số tiền tiết kiệm được không có nhiều giá trị, chưa kể các chi phí hàng ngày. Nếu bạn tiếp tục trong một thời gian dài, sẽ rất khó để tiết kiệm nhiều tiền. Chưa kể, bạn còn có những thú vui khác như đi trà sữa cùng lũ bạn cuối tuần, bạn thân mời đi đám cưới hay tiệc tùng với công ty. Liệu bạn có đủ can đảm không đập ống heo khi thấy chiếc áo bạn thích sale 50%? Do đó, thói quen của người giàu thường để tiền lưu động, họ đầu tư kinh doanh để tiền đẻ ra tiền, tiền kiếm ra tiền ngày càng nhiều hơn. Hàng ngày họ còn dùng thời gian để kiếm tiền từ người khác, cách này tốt hơn nhiều so với tiết kiệm tiền. Người giàu thường sử dụng đầu tư giá trị gia tăng và quản lý tài chính từng chút một, sử dụng tiền lương chết và thu nhập cố định để đầu tư sinh lãi và quản lý tài sản, sử dụng nguyên tắc nhân và hiệu ứng gộp để trở nên giàu có. Thứ 5. Chuẩn bị trước và nắm lấy cơ hội. Người ta thường nói rằng các cơ hội luôn ưu tiên những người được chuẩn bị. Tiền cũng vậy, nếu bạn muốn kiếm tiền bạn phải làm việc chăm chỉ trước, không chỉ chú ý đến tất cả các loại thông tin về tài chính trên Internet mà còn phải hiểu về ngành và khả năng của chính bạn. Sử dụng con mắt nhạy bén để nắm bắt cơ hội kiếm tiền, nhờ đó sẽ dễ dàng đi trước người khác, khám phá các cơ hội, nắm bắt cơ hội và cuối cùng dấn thân vào con đường thịnh vượng. Những người thực hiện tốt nhất trong khía cạnh này là người Do Thái. Người Do Thái đầu tiên đã thu thập một lượng lớn thông tin và kết luận rằng có hai ngành có thể trụ được lâu dài trên thế giới. Một trong số đó có ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. Họ có thể tự nắm bắt cơ hội và giành được sự giàu có đáng tự hào trong ngành này. Khả năng tư duy của một người bị hạn chế. Nếu bạn muốn kiếm được số tiền lớn, bạn cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và cải thiện tài chính của mình để tư duy kiếm tiền trở thành tài sản vĩnh viễn của chính bạn. Lý do mà những người giàu có thể kiếm được nhiều tiền hơn cũng là vì họ có tư duy kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính siêu phàm, làm việc âm thầm cho các mục tiêu của riêng họ, cuối cùng đạt được tự do tài chính. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn cần thoát khỏi suy nghĩ của những người nghèo, học hỏi tư duy kiếm tiền của những người giàu, hành động để đạt được thành công. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Tân Hợi sau 53 tuổi. Nghe những lời Phật dạy về an nhiên, giúp ta tìm cho mình sự yên bình của thực tại, sống với con người thật của chính mình, trở về với nội tâm yên bình tĩnh lặng. Chúng ta mong cầu có được cuộc đời an yên, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được phương hướng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên để giúp ta tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc cho cuộc đời mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tĩnh tâm mà an tịnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi người đều phải tìm thấy sự bình yên từ bên trong bản thân mình, và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. 3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã, vợ là trời ban yêu thương chút đừng để mất, bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút đó là điều nên làm, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút thoải mái trong lòng, phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi đừng cuốn lấy mãi, tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương, tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết đơn giản, thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả, thất bại là khó tránh nghĩ thoáng chút cần chấp nhận. 4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại bạn nên ban tặng san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc, bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. 5. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. 6.
Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không phải tùy duyên. 8. Nếu bạn không muốn rước phiền não của mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 9. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, nguyện cầu cho tất cả đêm yên giấc an lành, trong niềm vui pháp hỷ, đạo màu đang bước đi, Nam Mô A Di Đà Phật. 10. Phật tại tâm, Phật không ở đền chùa miếu mạo, mà ở trong sự nhận thức, giác ngộ của tự bản thân mỗi người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1971, đổi đời giàu có hơn người sau 53 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.